Quý vị chúng ta sẽ giải độc quyền trước. Thời điểm chúng ta xét. Tại thời điểm là con tiến trình đi một hạng. Và chúng ta xét ở đây là ưu tiên độc quyền. Đi độc quyền. Cho nên tại thời điểm là không, B1 có nhu cầu là 6 và độ ưu tiên của nó là 3. Thì tại thời điểm này nó là cao nhất. Mà chúng ta xét độc quyền cho nên không cần xét bất kỳ tiến trình nào khác, mà nó sẽ xử lý thời điểm 6. Thời điểm là 6, B1 xử lý. Và trong quá trình này B2, B3, B4 đều vào cả 2, 4 và 5. B2 vào thời điểm là 2, B3 vào thời điểm là 4 và B4 vào thời điểm là 5. Như vậy thì tại thời điểm là 6 chúng ta có B2, B3 và B4. Ai có độ ưu tiên cao nhất? B4. B4 có độ ưu tiên cao nhất. Như vậy nó sẽ xử lý cho B4 và xử lý cho đến hết. Bởi vì tại thời điểm của B4 xử lý, xử lý 5 hả? Là đến 11. Và 1 rồi, 4 rồi thì chỉ còn 2 và 3. B2 độ ưu tiên là 2, cao hơn, cho nên xử lý B2 trước. B2 và B2 xử lý 6, cho nên nó kết thúc ở 17 và cuối cùng B3 có nhu cầu là 8, kết thúc ở 25. Được chưa? Như vậy ưu tiên độc quyền của chúng ta. Nếu như các bạn tính thời gian thì công thức của chúng ta tính thời gian lưu hệ thống nó sẽ bằng T kết thúc trừ T mạng. Và đối với T1 thì T kết thúc là 6 trừ T vào là 0. T2 kết thúc của chúng ta là 17, T vào là 2. B3 kết thúc là 25 trừ T vào là 4. B4 kết thúc là 11 trừ T vào là 5. Và các bạn tính trung bình rộng ra của nó. Nhớ là phải tính trung bình rộng nhé. Và thời gian chờ bằng thời gian lưu hệ thống trừ cho thời gian xử lý. Đối với lại B1 thì nó sẽ bằng 6 trừ 6 bằng 0. B2 15 trừ 6 9. B3 21 trừ 8. Được chưa? 21 trừ 8 còn mấy? 10, 13. D4 6 trừ 5. Được chưa nào? Và các bạn cũng tính trung bình tổng ra. Đấy là chúng ta đang giải theo ưu tiên không quyền. Và trong trường hợp ưu tiên không độc quyền thì có gì khác? Ưu tiên không độc quyền. Vậy
7 nó sẽ khác chút xíu. Ở đây lên một vào thời điểm con và chúng ta sẽ xét tiếp đến thời điểm là 6 hay là 2. Bởi vì ưu tiên không độc quyền thì xét khi có tiếng trình vào, cho nên lúc đầu V1 nó xử lý tạm thời cho đến 2, lúc này là V2 vào. V2 vào có độ ưu tiên là 2, cao hơn 3, cho nên kết thúc V1 ở đây tạm thời và chúng ta chuyển qua V2, được không? Và đối với lại tiếp tục là thời điểm là 4, có V3 vào. Như vậy thời điểm này V3 có độ ưu tiên là 4, nhỏ hơn các tiến trình trên, cho nên V2 vẫn tiếp tục phục vụ cho đến 5. Như vậy tại thời điểm là 5, V4 vào. Vậy thì lúc này V2 nó đã được phục vụ bao nhiêu rồi đấy? 3, mà V2 nó cũng chỉ còn là 6. Ok, cho nên tại thời điểm 5 này V4 vào, V4 có được ưu tiên là 1, cao nhất, cho nên V2 nó phải dừng để nó nhường cho V4. Và đối với V4 lúc này thì một mình nó là cao nhất rồi, cho nên nó phục vụ cho đến hết, tức là 5 nữa là 10. Vậy tại thời điểm 10 này chúng ta còn là V1, còn những còn là mấy nữa? V1 là mấy? 4. Độ ưu tiên của V1 là 3. V2 còn mấy? Còn 3. Độ ưu tiên của V2 là 2. Và V3 còn bao nhiêu? V3 là 1.